chăm sóc răng miệng sau khi chỉnh nha sẽ như thế nào? Chắc hẳn nhiều bạn sau khi gắn mắc cài cũng đang rất là thắc mắc không biết mình sẽ vệ sinh răng như thế nào khi mà bác sĩ đã gắn những cái khí cụ trên miệng. Hiện nay thì có rất nhiều phương pháp niềng răng và mỗi phương pháp thì sẽ có một cách chăm sóc răng miệng khác nhau. Và quy tắc chung cũng đều là vệ sinh răng trước và sau khi ăn để tránh những cái thức ăn nó dắt vào kẽ răng, mắc cài hay là di thun. Nếu không xử lý kịp thời dễ hình thành nên mảng bám gây ra sâu răng, viêm nướu, viêm lợi. Chính vì vậy, việc vệ sinh răng miệng trong quá trình mình niềng răng là rất quan trọng. Và sau đây Tâm sẽ chia sẻ cho các bạn một số bước vệ sinh răng cơ bản trong quá trình mình niềng răng. Thứ nhất, máy tăm nước hỗ trợ làm sạch khoang miệng, làm sạch được những cái thức ăn mà bám nằm sâu bên trong mà bàn chải thường hoặc là bàn chải kẽ không thể chạm tới được. Và đặc biệt của máy tăm nước là mình có thể điều chỉnh được tia nước phù hợp với nướu răng của mình nhé các bạn. Thứ hai, bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Hãy lựa chọn những bàn chải mà có lông mềm và kem đánh răng thì ít gây e bút và hoặc là những cái loại kem đánh răng mà chứa thành phần clo để có một hàm răng chắc khỏe. Thứ ba, bàn chải kẽ có kích thước nhỏ gọn có thể làm sạch được những mảng bám thức ăn nằm giữa kẽ răng hoặc là mắc cài mà bàn chải thông thường không có thể vệ sinh tới được. Vì vậy, nếu bạn đang muốn tìm hiểu hay là quan tâm đến dịch vụ viện niềng răng mà chưa tìm được phương án nào phù hợp thì bạn có thể tới trải nghiệm tại Nha khoa Việt Mỹ 75 Phan Châu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, team chỉnh nha của bác sĩ Đinh Xuân Hải và cộng sự sẽ hỗ trợ các bạn về thăm khám, chụp phim và tư vấn cho các bạn nhé.